Nhưng có một tay có chịu được không? Nó lại đỏ. Được. Cái này có mấy cân mà. Anh ấy cái là khả năng cái lọng được anh ấy vớt. Chọc lòng á? Chấm. Anh em chấm rồi, chấm rồi. Chấm gì? Xong rồi. Bây giờ vào mà được anh đến rồi nó sẽ mặn được. Nghe còn miếng nữa đi. Còn nữa đem vớt. Nghe trong veo đấy. Cái gì không khá thế nào sao? Chích cái gì mà cổ mà này? Chứ để muỗi lên mắm đi. Qua là cổ mà. Gì cứ muốn cày tới là phải đầy nồi nước mới vừa. Đúng rồi, phải đầy nồi. Cái chương trình dụng cụ để cho món con cày tư các bác nhé. Để món già giảm, mang cái bình xương, cày cày gì lên nha. Chương trình là còn người mài dao thì người gọi là măng đi hả? Thế Lão Tuyến xem là sắn quần áo nên ra bắt đi. Cái hôm vừa rồi nó con chó của nhà Lão Đại kia nó cắn chết 6 con ngan các bác ạ. Đâm là hôm nay nó tức thì nó bán cho anh em này. Xin chào tất cả bà con nhá. Hôm nay thì cũng nhân tiện là anh em tôi cũng dọn xong con đường này cho nó sạch sẽ để bà con đi lại cho nó đỡ quả giá đỡ vướng. Thì nhân tiện ở nhà anh Đại cũng có con cầy thì vừa rồi nó chơi hết của anh mấy lần gàm mấy lần ngan mới mua về đấy gột để đến Tết thịt, nhưng mà nó là mần sạch. Thế tiện thế hôm nay là anh cũng để cho bà con dọn đường là mình sẽ hóa kiếp vào đó đi. Vâng, xin mời mọi người cùng chúng tôi nhé, thì đồng hành ta sẽ đi làm cầy. Giới thiệu với các bác hôm nay là nhiệt độ nó cũng nắng lắm, nhưng mà cái con chó của nhà anh Đại kia thì nó mấy hôm nay nó làm sao nó phải gió nó lại đi độc quan ngan men gà thôi. Thế là đâm ấy, trưa nay ông ấy sang ông ấy cầu xin mấy anh em thôi, niên đằng nào cũng liên hoan con đường ấy, thì thôi thì hóa kiếp cho nó đi, chứ không có thì ông ránh nó chết chôn luôn. Thế này hôm nay nó cũng có làm 3 mâm các bác, nguyên cái xóm này nay cho Lão Tuyên này trọng trách cái này giềng lên này. Mọi khi ông chẳng làm cái gì. À đây là cây giềng đây. Làm giữ rìa đường sạch cho bà con từ đây ra đưa máy sạch thế nào vào liên hoan. Ở đấy thì hôm nay là liên hoan đấy. Liên hoan con đường đẹp đấy. Đây sang bên nhà lão này không biết là có giềng. Các bác à, sang bên tận đây lấy được mấy cây giềng nó già khủng khiếp luôn này. Lão này nay nó bắt buộc anh ta phải đẩy anh ta đi cái khâu giềng này. Cái ra thì cũng nhọc nhưng mà vui. Vui quá chứ. Đâu, mình bị nhiệt không? Cô thì đằng đéo nào cũng nay ấy gọi vợ chồng duyên này cứ lắm. Cái con đường này nó khoảng 800 mét các bác ạ. Nên vừa rồi mấy anh em với tôi cắt cỏ gớm lắm, mất nửa ngày rồi. Được cái là mấy anh em con trai của cái xóm này được cái là giỏi về khoản nấu nướng các bác. Cái ao cá này cũng chuẩn bị được bán các bác này, rô bảo lộc rồi nhé. Hôm nào bảo lộc xịn, hôm nào mà bác nào có nhu cầu ăn là chúng tôi ship luôn, đóng vào hộp xốp là đi 40.000 một cân. Đấy, nó hai lóng một lạng thôi. Không, không. Chứ nó lóng sôi già hẳn thì nó lại không phải. Cái này do con chó lông nó đấy. Mấy lão làm lông của tôi với lão này đi giờ phải đi trọng trách đi lấy mấy cái lá thuần các bác ạ. Lấy đi hướng nào đấy? Lấy đi hướng này. Ừ đi. Chùa. Ở trên trên chùa, rồi. Trên chùa đấy, nay là lạc dục. Chỗ gì thì mình không kéo được. Giống này này. Cái má đường điện này là tối nay cũng ăn ở đây. À. Cũng ăn, cùng nay cũng ăn. Thế nhưng mà bỏ bộ 5 cây cột này là không lắp, lắp từ kia về ra nhà mới nước mới nhẹo. Ôm đâu ở đây nó thuần nhiều lắm cơ. Đến đi cũng phải gần cây số các bác ạ. Mới đến được cái chỗ lấy cái lá thuần này, nhưng mà cái giống anh của thịt chó mà không có cái lá này không được. Đúng rồi, không có lá này là ăn nó không. Cái này nó thơm đặc. Chỗ này là mình vẫy, giờ là mình vẫy là
làm vừa rồi mình làm đường thì không còn xoa lá cơ không ạ. Đúng rồi, hôm vừa rồi anh tôi làm đường là cắt thì nhiều quá. Đúng rồi, cắt. Vâng các bác ơi, hôm nay là hết giờ mà em phải đi ra đi vơ ít cỏ của ốc thôi để thui. Bây giờ lại có một nhân viên khác đi lấy xả các bạn, tay kia mệt. Đây, xong lần này mình ít, nó không có diện tích trồng chứ nào. Bỏ tôi phá búa nó đi, trồng cái khác. Thế đã thui xong rồi hả? Xong rồi các bạn ạ. Thế bây giờ thì vợ em về nè, bắt đầu là rồi lòng thông thiếu ạ. Đây, chương trình xả đây. Xả xong chưa? Ở đây xả không biết có đủ không? Đây. Đâu? Ở đây xá là không biết có đủ không? Thoải mái, ui giời, chỗ này ngon rồi. Nếu mà thiếu là ra cắt tiếp. Ừ. Cái giống chó má mà thui xong rồi anh em tôi cứ rửa bằng lá xá các bác. Rửa bằng lá xá nó rất là thơm và sạch. Cái hôm nay là anh Hiệt chỉ đạo là 6 món nhé. Tức là món nướng là 1 này, món luộc là 2 này, thế mà xương là 3 này, rượu mận là 4 này, canh măng là 5 này, lòng nướng là 6 này. Đấy. Lấy được tí lá mơ cũng phức tạp chứ không phải đùa đâu. Ở đây nó nhiều lá mơ lắm nhưng mỗi tôi phải đi gọi là gớm. Đây như rừng đây. Đúng như rừng thật, ui nhiều. Nhiều lắm đây này. Ngày xưa nguyên cái giỏ này đều quá nhưng chắc Tuyên ông chặt đi rồi. Tuyên ông ấy dãy thì hết mà. Rất nhiều nhưng mà nó ở tít trên cao này. Đúng rồi, thiên nhiên ban tặng. Ui, đó cái cây này. Cả đi luôn rồi, dưới gì. Chuối giờ đéo ăn chuối, ăn lá mơ lông còn hơn. Lá mơ lông ăn bổ hơn chuối. Đúng rồi, chuối giờ độc để cho gà nó ăn thì chuối. Đây này, những cái lá mơ to như này ăn với sướng này. Đây này, những cái lá này ăn với là đã này. Kể cả là gói thịt ba chỉ ăn cũng quên chết luôn. Đây chú có thêm mấy cái lá húng chó này về nữa là nhồi này. Gì cái gì cũng có. Một rừng gọi là lá mơ lông ở đây. Chả biết chốc nó có mát thì không thế nào chứ hôm nay phải 36 độ. Nay thì nhiệt độ thì nó không cao lắm, nay nó chỉ có 34 độ nhưng mà nó oi. Nó oi. Ừ. Thực ra là nhiệt độ hôm nay là nó không nó cao lắm. Rồi con này một tí là chín rồi. Cha cái món này vào lòng chuẩn bị rồi. Thì cái chỗ này đây là lọc sạch sẽ này, hấp này. Tôi luôn đây. Đây là hấp này, còn đây là tái lăn này. Đó, là nướng. Đọc nướng đây là cái thau này nướng toàn cái loại này. Ba chỉ này là xương sườn nướng. Toàn đùi đi ấy là nọc cái dưỡng mận thái cầu này. Đúng không? Đúng rồi. Có ăn vẫn có ăn. Đây giờ để đây thôi. Cứ lại vừa thì vào. Rồi. À đi, tôi chết. Làm luôn cái chanh dây muối bát đấy. Sao mà ăn được? Cũng mua tối cho cả tiệc. Đúng rồi đấy.
Mà không luôn lạo ngạo đây. Không, nay 3 giờ anh kia nó bắt bố đi ô tô đó chứ. Vâng, xin cái món này nướng này. Cái mùa cháy quá này là tấm mắt đấy. Đây, cái món này sợ mận đây. Vâng, cái này là cái rượu mận với lại nướng này. Xong là cái này còn cái món hấp bên kia nữa này. Thương. Nướng này thì thương mà. Tốm mắm mắm tôm. Chương trình bắt đầu anh em thao tác. Ô, sao không có lối nữa sao ạ? Thương hoàn chưa? Cái này ăn đi bún là chốc là ngon lắm này. Mình Linh đã tắm bón, bây giờ mình cho cái chỉ đồ luộc này. Bên đây cũng thấp cơ. Ôi, thường là phải úp chứ, hay đèn ngửa. Ngửa cũng được úp, được giờ ngửa cho úp. Được cái thanh niên xóm, so thanh niên xóm màu cá, tụi anh em là được cái vẫy rau rất mấy. Cùng cái nào, rổ rau nó bay cận ra cái chỗ của nhau. Vâng. Món cá này để ăn sống này, cái thịt cây này phải có xá. Đại ba. Ái khế. Cái khế này là nó cũng rôn rốt, ăn là được. Ấy. Chuyên chịu trách nhiệm về rau thơm, rau sống và khế. Chua cay. Vẫn ong rút cho bố. Không có ong. Cái này thoải mái. Cứ vào là toa mình đấy. À, vườn nhà lão Hiệt này thì không thiếu một cái loại gì. Thúng mũng thùng phèng nữa này. Các loại rau thơm này nhiều hết. Ớt, bảy loại. Cái khế này là nói chung là chốc ăn kèm mà nữa thì uống rượu là nó vào lắm. Đúng rồi. Rượu khế không? Đúng rồi. Đây cái gan ấy thôi, trước cái gan không. Không, nóng miếc cũng cho luôn vào đi. Vâng. Quên. Quên. Cái mà. Anh ơi, cái thịt núc rồi. Đây, lấy con dao em cho đây. Trong, trong. Không được. Mỏng mà. Cô kia đi. Bác Khang ơi. Vâng. Chưa thì chắc là trong nhà em gặp về thấy mấy đứa đang đấy, đang đọc. Chưa cho ra đây. Cái hay lắm được. Thầy tơ luộc lắm các bác nhé. Vâng. Đấy đấy, đấy miếng bên đấy. Có mấy miếng nhỉ? Một miếng à. Giờ cho nhỏ ăn nữa thôi. Hôm nay anh em tôi nướng ở cái nồi 2,4 triệu mới mua hàng Nhật. Không biết là thế nào, hôm nay kiểm chứng cái nồi mới các bác ạ. Ướp gia vị đầy đủ các cái giờ này. Cái này không biết nó còn nâu không? Được chưa? Cháy đen đấy. Thịt anh đi nước như thế, còn cái này thì chắc cũng phải thế. Đây, bỏ cái tí thịt chó, cái là cá nó ra nó quay rồi. Kinh không rồi. Nó nên tí nào luôn. Ô, tôi tưởng là còn cho măng chứ nhỉ? Tí nữa, ra. À, thế này. Cái mặn thôi, cái mặn cứ rôm rem thế này thôi đó.
kể sáu năm các bác này. Đâu, bà ăn đâu này. Đây. Còn qua. Sáu năm cái này, sáu năm này. Ừ. Còn lạc ngon các bác, này con chó này nó ngon mức độ khủng khiếp luôn. Chương trình cái lòng được tôi thấy em vớt ra này. Đây. Xong tí đổ mặt. Ngon đấy. Ngon nước trong veo rồi. Em vơi vớt luôn cả mấy cái giềng. Muội cá ăn sống. Giềng xả tết luôn. Đây. Ngon nước trong veo rồi. Em vơi vớt luôn cả mấy cái giềng. Muội cá ăn sống. Giềng xả tết luôn. Đây cái món măng xương thì nó là mỗn phát nữa là xong. Quá chuẩn. Dựa mận sắp được rồi, thịt nướng thì cũng còn mẻ nữa thôi. Thịt chuẩn thực tiên. Thanh hết rồi nhé. Đấy. Bạn coi. Chứ đùa chứ bảo thật đấy, ông Khải bảo thật. Chứ tôi chứ chứ thôi, sao có bảo thôi nhá. Thôi anh chị. Trước mắt tổ chức là khỏe hơn. Ngon nhỉ. Ngon. Trông ngon kìa. Ngon lắm mày. Nhắn luôn. Giỏi ăn. Cuốn củ qua. Giỏi ăn. Cái giống của anh cũng cải tơ này nó cứ có ruồi nhặng các bác ạ. Tải thế. Có thế nó không ngon. Ừ. Thế mà nếu mà không cho mắm tôm thì nó lại không đúng hương vị. Mà cho mắm tôm thì nó ruồi ác nhỉ. Rồi thích. Sao lại nói đến mình. Rồi ngửi một cái tơ thích. Bóc vào đây. Đây là bắt ra rồi. Có hồn. Dao thì đâu nó bên mai chứ. Cái anh Vũ Thái Nòng thì nó có nghệ thuật đấy, chứ không phải là chơi không được đâu. Nhiều cái thái nghiến này nó cứ vỡ lá ra kìa. Ăn múc bà. Không phải đất nành thơ cơm gì đất nành chim đậu. Nó đẹp này thì ruồi nó cứ phải có nó. Không như rau sạch, rau đấy thì sạch rồi. Đây đi. Không đếm nhé. Không cái nòng này hay là có phải thái hết rồi xong là đảo tay lên không? Không, đảo nó vụn nữa. À đây. Ừ, tưởng cắt cái kia thôi. Cắt rồi, cắt rồi đi. Để con chóc cho cái ruồi nhặn vào cái chỗ. Đâu, xong rồi bọc. À, bọc tay vào nhặn. Ừ. Sao cái giường này không khá ra? Tính nữa, tính nữa. Và ăn lên. Thế nào sao? Sao? Nè, chích cái gì vào cổ mà nè. Chích. Nước có thể bỏ mình. Bỏ sang cho nó vui. Ừ. Ông nào? Ừ. Ừ. Từ bản nhà anh có nhưng mà nhìn nó có hình nhụt. Trong nhụt lắm mà. Đúng rồi. Đây toàn là béo thôi. Trên không có hàng thật đâu. Cái này thống nhất hả chứ? Dạ. Không nhất là thôi nhé, không cho vâng. Lâu đấy. Vâng, thôi anh, chấp con nước quá thì giờ rắc kim chân có thôi giờ anh cho lấy cho lúc à. Vâng, vâng. Giềng cho đi đâu? Giềng nó già, nó vàng óng, trông đẹp như. Đã được 30 phút rồi mà chín nhỉ? 35 phút. Bao nhiêu rồi? À 40 phút đi. À thế. Ui, chín cháy ra này. Tầm kia năm ngoài. Riêng cái món thịt cầy luộc ấy thì mình thịt cầy hết rồi mình tán xong bây giờ mình chọn thứ mình dùng lên quá rồi.
Đây chỉ 3 đĩa thôi. Anh không không? 3 đĩa nhầm cái chỗ này. Đây. Nếu mà 6 đĩa thì chỉ tí là thôi anh nè. Ừ, thế không được. Thế thôi, để cho nó xa xa thì lắm. Thế thôi, thế thôi. Cứ nhà đó xong nhé. Ừ. Thế thì dường cho nó trên đi. Dường cho trên cái đĩa này cho nó đẹp. Nói chung cái băng nhóm của anh em mình phải nói là giỏi cả đấy chứ không bình thường đâu. Này mà trước khi đi làm cố bán thì cắm ai ra hành nghề được rồi đấy. Nghe chừng cái cơ bản nhất là mình sạch sẽ đó. Vừa cái đọc cái thớt là phải luộc 30 phút luộc thớt. Đâu nửa tiếng. Đấy, thế là cẩn thận quá. 30 phút. Thế là làm 3 rồi nhỉ? Vâng. Cái. Không chín rồi, nóng không nóng. Không nóng không nóng. Chứ để muỗi lên mắm tí. Mắm tí là được rồi. Chỗ lon thì chật. Chợ mận thì sắp được rồi này. Đến giờ đấy. Anh cho tiết ở đây. Ngon thế. Toàn lạc đây. Toàn bắp. Cái anh khu mắm tôm là cứ phải ăn hết chai này các bạn. Ăn hết chai. Pha mắm tôm này là trước tiên mình cứ tiết đường nó mới. Chuyên mình nó phải bắt con. Không, nhưng mà cứ quặng cái không rửa nhạt. Cái món thịt nướng này nó vẫn là ngon quá. Quá ngon món thịt nướng. Nhất xạ đấy. Thì pháo lên cái cho thí rượu, thí pháo ngay. Không, giờ cái này em ngoái đang xào rồi, chưa ngoái thôi. Mắm tôm phải có ớt. Cái ớt này nó cay khủng khiếp. Thôi, hai quả thôi. Úi giời, hai quả ăn thua gì? Hai quả là cái gì? Thế nhiều thế hả bác? Úi giời ơi. Mắm tôm này cứ phải 4 quả. Được rồi, 4 quả rồi. Cái ớt này nó cay váng đầu lên đấy nhưng mà nhiều người ăn nó khác. Đấy em cứ cho cả ba. Năm. Thì sắp mâm ra đảo các bác nha. Sắp mâm. Ra cái chòi cái ăn này cho nó mát chứ thời tiết hôm nay nó hơi oi ả tí. Chuẩn bị sắp mâm rồi các bác ơi. Nào, bây giờ. Thằng bê thịt, thằng bê cốc. Cái vụ này kiểu như rất nễ nhỉ. Cái này lòng đường về hai thôn. Nay ăn ở đây nó mát lắm các bác ạ. Nói chung là mỗi người một chân một tay, bởi vì cái quãng đường nó đến 40 mét các bác ạ. Nên là không thể để một người được. Người bát này nữa. Thế còn cái nồi xương này đề nghị là cho vào xe rùa. Đã có mừng chay. Chân dài rồi này chém nhau. Chân ngắn thôi được. Không, cái này cho biết tôi. Rồi. Cái mâm nào uống rượu thì có cốc, còn mâm nào không thôi nhỉ. Rồi hết. Rút cả quần. Vâng, chương trình anh em chúng tôi bắt đầu thể hiện cái món thịt nướng nha. Cầy tơ nướng. Vâng, cầy tơ nướng rất là ngon, mỗi tội cái bì nó là mình nướng kỹ là hơi bị rắn. Đấy, phải băm. Riêng cái cầy tơ nướng thì rất là ngon mọi người nhé. Cái này mình thái xong bắt đầu mình cho thôi, mình trộn tí vừng nữa là ngon bá cháy. Ngon không?
Các bác ơi, còn mỗi cái lồi xương thì nó nặng quá, là phải hai thanh niên tơ đấy. Giờ mà tuột ra đây thì còn cái lịch. Ôi giời. Đúng lồi xương. Lồi xương này mà giờ mà tuột ra đây cái hỏng ăn đấy. Có cái lịch. Cái nơi ăn uống của anh em chúng tôi nó hơi xa xôi tí các bác ạ. Nhưng được cái nó mát. Ăn nó mát lắm, ra đây nó như đổ sơn thế nào thế. Úi giời, bật quạt khả năng là tắt hết quạt đấy anh ạ. Đây các bác xem cái lán này, dậy tối nó mát lạnh luôn. Bún đây rồi. Bún bia đầy đủ rồi. Không thiếu cái gì. Thế bảo không thiếu một cái gì cả. Đang còn bề lễ cuối cùng, mâm lễ cuối cùng này thôi. Mâm dầu cao cuối cùng. Cái bình rượu này khả năng không hết được anh nhỉ. Hết. Hả? Tôi hút luôn đi. Luôn đi. Bình này mà bắt kia. Bình này bị cháy à? À thôi mai ấy được cần quái công tắc đi. Đấy, cái bộ là có biết mình có bằng tính cắt được cắt. Thôi được rồi, mai rồi đấy. Cô biết ở trong nhà kho. Đấy đấy. Đấy luôn được cho sáng ngày chốc được. Cắt đi. Muốn mâm một bát. Cô biết trong kho thì xoay cho mới kìm đi. Cô cứ mỗi bát 6 miếng thì ra chứ. Cái mơ măng xương này thì cứ muốn mâm một bát. À đây. Cháu này. Anh vắng này. Quái này vắng này. Vâng, bây giờ đã đến giờ dùng bữa nha, xin mời rất cảm ơn mọi người cùng thưởng thức cái món để tới với anh em chúng tôi. Vâng, xin mời các bác. Giờ đây nhiều anh tạo để móc cắt. Cảm ơn các bác. Cơm rồi. Cho anh em một đấy rồi đây. Lấy cái thiêu lắp vào đi. Mai ấy. Ôi hót à. Hai lần ba uống rồi còn làm đấy. Thiếu mẹ giờ thì thiếu ai thì chịu. Thêm nào có bia đó không? Bình bình báo bắt cá, bắt cá. Sang. Đây đây đây. Thằng này nó uống rượu rồi. Bia. Bia vừa dĩa. Ô kìa. Kìa vừa ấy. Quay quay quay. Sang vâng. Đây đây đây. Dọn mẹ đi tới là sới. Có mấy đội kia cũng dọn rồi đấy bác. Bọn đến mà còn cứ làm sao nào cái tháng cắt quạt cho tháng cắt lần đi tháng cắt lần tháng cắt lần tháng cắt lần ok đèn nước bát đầu tiên thì nó bị hết nay đã rồi thiếu quê thằng bé thằng bé vừa mới được chặt thằng quê đó lạp cái khu ở trên kia vào dọn cả tới đường lên gốc đa nhá. Lôi bọn đấy về đây hết. Tôi đặng đi cái thứ này khi bây giờ đổ cái tiết vào. Hôm nay mới thôi quá thật khang tắt điều hòa rồi đấy. Thôi quá, tắt điều hòa đi. Quy đâu đấy? Ngày mai mua đây đi. Hoan này gãy cả đũa đi. Mất đầu rồi. Rồi nhập thái tôi cái con đó. À đây này. Đây đây. Đúng nguyên vọng chiều đây bỏ ra tối nay ăn rồi mưa thật thích cái này làm mưa mưa bay bay tôi loay ngồi đây mà ăn cũng không khác nhau mát đấy công nhận ngồi xíu nó mát đấy ăn muốn nó bạc tôi là thật tôi thì giờ rồi ra món này thì vẫn xóm láng và bạn bè thầy đấy sáng mai rồi mà không sang rồi ta quên đi Trung Quốc mà ăn mai là 45 ngày cưới được năm 45 mai tổ chức năm trên tí mà không được gì đúng rượu vuông này sai sót cái gì thì mọi người thông cảm nhé. Ông chịu làm chó mai ngon nữa. Ông nhảy chịu làm chó quen rồi. Ông chịu làm chó rồi. Làm chó rồi. Mày nói đúng thế. Sao mới muốn? Đã. Cháu chơi quá thì quá thế, chơi quá thế. Rượu này mà hết thì sao? Sáng mai lại khác tiếp. Bác lấy nước ngọt. Nước ngọt thì uống bia ngoài. Thật quá. Bác uống bao nhiêu?
Cứ hôm nào dậy gọi. Anh đi sáng mai còn là tắt tiếp tục là tắt liên tiếp trong làm nhà bếp. Rồi là hết thì qua ăn đấy thì ta còn nhiệt mà. Cái cà hôm vừa rồi bố không biết cà này là cà gì, nó trồng đến là bồi dưỡng trồng nhưng mà nó đứng cắt này nó mắc ở đèo cà dai dê. Nó lúc sau nó giết mắt rồi nhìn quá đâu. À này mấy cái này mình nướng ăn hoa một món nước quay nhá này thôi lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần sau tôi đã lọc cái thủ ra được đấy bác muốn nào trình thì vẫn thái vẫn gặp cú ba rồi nó mắc đây bán tô nhưng mà bán tô bóng không gần chỗ nhỉ. Nếu mà để tủ mà nó đánh mình giải phóng hết. Nếu cảm có mới một cặp ba cái bán nó phải to. Đúng rồi. Bán cái cái không biết mua thì nó bán chứ. Được kia bán cái nó phải bỏ lên. Còn cái này nó chứ. Ông mini mà con này ăn ngon hơn con mua đồ ăn đéo dài lắm. Ăn con đéo dài không rồi. Không ăn đéo dài không rồi. Không ăn đéo dài không rồi. Đây là mỡ hơn. Đây, bán này mỡ hơn.